Trong nhiều năm trời, chúng ta đã thảo luận về những thứ như ô tô bay, đồ nội thất và thậm chí là cả các tòa nhà nổi bồng bềnh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng ý tưởng về phản trọng lực không chỉ là một câu chuyện khoa học viễn tưởng mà còn là một khái niệm có thật và hấp dẫn trong vật lý? Đó là thứ mà các nhà vật lý hiện đang nghiên cứu. Vậy phản trọng lực là gì và khi nào chúng ta mới có được nó? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Nào quý ngài DJ, cho tôi ít nhạc phim khoa học viễn tưởng woohoo nhé! Cảm ơn! Hãy tưởng tượng bạn có thể bay đi làm hoặc du hành đến các hành tinh khác mà không cảm nhận được tác động của trọng lực. Một thế giới nơi bạn có thể bay lên và khiến các vật dụng trong nhà đi ngược lại lực hấp dẫn và lơ lửng trong không trung một cách không trọng lượng. Bạn có thể nghĩ, ồ, tôi không cần phải tưởng tượng. Tôi biết rằng các phi hành gia sống như vậy trên quỹ đạo trái đất. Nhưng nó không hoàn toàn giống nhau. Những gì các phi hành gia trải nghiệm trong không gian được gọi là không trọng lực hoặc vi trọng lực. Đó là một hiện tượng có thật mà chúng ta có thể thực sự trải nghiệm. Trong môi trường không trọng lực, các vật thể không có trọng lượng và lơ lửng vì không có lực nào kéo chúng xuống đất. Tuy nhiên, phản trọng lực hơi khác một chút. Đó không phải là thiếu lực, mà nó chính là một loại lực. Nó có thể chống lại lực hấp dẫn, về cơ bản là triệt tiêu. Với lực ảo diệu này, một vật thể sẽ không bị hút bởi một vật nặng như trái đất. Thật ra vật ấy có thể đẩy trái đất đi. Điều này sẽ cho phép các vật thể trôi nổi tự do trong không gian hoặc thậm chí di chuyển theo hướng ngược lại với trọng lực. Nhưng có vẻ giống như một thứ gì đó đến từ khoa học viễn tưởng, một cách để thách thức các định luật vật lý và đưa chúng ta tới các vì sao. Từ Star Wars đến Star Trek, đây là một khái niệm phổ biến trong nhiều năm. Nhưng nó có thể xảy ra ngoài đời không? Liệu chúng ta có một lực đẩy có thể chống lại tác dụng của trọng lực không nhỉ? Các nhà khoa học và triết gia đã thảo luận về ý tưởng phản trọng lực trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, phải đến cuối thế kỷ thứ 20, người ta mới đạt được tiến bộ thực sự trong việc tìm hiểu khoa học đằng sau thứ này. Và bây giờ, chúng ta đang khám phá khả năng tạo ra các trường phản trọng lực. Vì vậy, hãy đội chiếc mũ tư duy khoa học của chúng ta lên và cố gắng hiểu nó hoạt động như thế nào. Hãy bắt đầu với lý thuyết tương đối rộng, được yêu thích và rất nổi tiếng của chúng ta. Hãy tưởng tượng bạn đang chơi với tấm bạt lò xo, xung quanh là nhiều món đồ chơi. Bạn biết rằng nếu bạn nhảy, tấm bạt lò xo sẽ lún xuống và đồ chơi gần chỗ lõm đó sẽ bắt đầu lăn về phía đó do trọng lực. Đó là những gì thuyết tương đối rộng của Einstein cho chúng ta biết về kết cấu của không thời gian và lực hấp dẫn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tấm bạt lò xo có thể co giãn theo những cách mà chúng ta chưa từng tưởng tượng? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó cũng có thể cong hoặc uốn cong về phía sau, đẩy lùi cả bạn và các đồ chơi xung quanh bạn? Đó là ý tưởng đằng sau các lý thuyết được sửa đổi của thuyết tương đối rộng. Một số nhà khoa học đã đề xuất bổ sung thêm các chiều cho không thời gian hoặc đưa vào các lực mới có thể tương tác với vật chất theo những cách không ngờ tới. Tuy nhiên, giống như tất cả các lý thuyết khoa học, chúng ta cần tiến hành một số thí nghiệm và thu thập dữ liệu để chắc chắn hơn. Được rồi! Bây giờ hãy giả sử vũ trụ là một căn phòng lớn chứa đầy đồ đạc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một lực vô hình, bí ẩn đẩy tất cả các đồ đạc ra xa nhau, giống như một cơn gió siêu mạnh khiến mọi thứ trôi nổi. Họ đặt tên cho lực này là năng lượng tối. Theo các mô hình vũ trụ học hiện nay, gần 70% vũ trụ được tạo thành từ năng lượng tối, và mặc dù vô hình nhưng nó được cho là nguyên nhân khiến vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh hơn. Bây giờ, bạn có thể thấy thứ này giống như một khái niệm đối nghịch của trọng lực với chức năng kéo mọi thứ lại với nhau. Vì vậy, nếu điều đó là sự thật, thì có nghĩa là lực phản trọng lực là một lực thực sự. Điều đó có tuyệt vời không? Điều duy nhất chúng ta cần xác nhận là liệu năng lượng tối có thực sự tồn tại và có những đặc tính như vậy hay không? Vâng, tuy nhiên... Và bây giờ hãy nói về lý thuyết siêu dây. Được rồi, hãy tưởng tượng bạn có một loạt dây cao su và bạn đang kéo căng chúng. Khi bạn gảy một quả, nó sẽ phát ra âm thanh, phải không? Điều này giống như lý thuyết siêu dây. Nó nói rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo thành từ những sợi dây siêu nhỏ đang rung động, giống như những sợi dây thun. Những sợi dây này có thể khiến các lực khác nhau của tự nhiên xuất hiện, như lực hấp dẫn. Và nghe này, một số nhà khoa học tin rằng những sợi dây ấy tồn tại ở các chiều không gian khác, nơi chúng có thể khiến mọi thứ trôi lơ lửng đi, giống như phản trọng lực. Bạn có thể thấy ý tưởng này trong một số bộ phim hay như The Matrix và Interstellar. Nhìn chung, lý thuyết siêu dây có thể nắm giữ chìa khóa để hiểu về phản trọng lực, nhưng nó vẫn chỉ là một lý thuyết và cần được khám phá thêm. Thế nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi và chỉ trích xung quanh ý tưởng phản trọng lực. Thứ nhất, nhiều nhà khoa học cho rằng phản trọng lực là bất khả thi vì nó vi phạm các định luật vật lý cơ bản, ví dụ định luật bảo toàn năng lượng.
Theo định luật này, năng lượng không thể được tạo ra hay mất đi, mà chỉ chuyển hóa. Nhưng phản trọng lực sẽ đòi hỏi năng lượng phải được tạo ra từ hư vô. Vì vậy, nếu một ngày nào đó lực phản trọng lực được xác nhận, nó sẽ đặt ra một bí ẩn lớn. Các nhà phê bình cũng nói rằng họ không có bằng chứng trực tiếp nào của phản trọng lực. Mặc dù chúng ta đã cố gắng giải thích bằng cách sử dụng những thứ như năng lượng tối, nhưng chúng không cung cấp bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào. Điều này đã gây ra một cuộc tranh luận lớn giữa các nhà khoa học cũng như những người tham dự hội nghị Star Trek. Vì vậy, mặc dù những lý thuyết này cực kỳ thú vị và hấp dẫn, nhưng chúng lại thiếu bằng chứng thực nghiệm. Nhưng bất chấp điều ấy, ý tưởng về phản trọng lực vẫn tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của các nhà khoa học cũng như công chúng. Nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu về các thí nghiệm có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lực lượng bí ẩn này. Dù lực phản trọng lực có được xác nhận hay không, thì cuộc hành trình này chắc chắn rất hấp dẫn. Và nếu một ngày nào đó chúng ta xác nhận sự tồn tại của nó, thì chắc chắn điều đó sẽ có giá trị. Khả năng tiến bộ công nghệ sẽ thực sự thú vị. Dưới đây là một vài điều có thể trở thành hiện thực nhờ phản trọng lực. Đầu tiên là du hành vũ trụ. Hãy tưởng tượng bạn có thể du hành đến những nơi xa nhất của vũ trụ mà không bị giới hạn về nhiên liệu hoặc tài nguyên. Đây là một trong những lợi ích thú vị nhất của công nghệ phản trọng lực. Nó sẽ cho phép chúng ta khám phá không gian theo cách chưa từng có trước đây. Chúng ta có thể tạo ra những thứ như hệ thống đầy phản trọng lực hoặc trường bền vững, dẫn đến những khám phá và các cơ hội khám phá mới. Thứ hai, sản xuất năng lượng. Chúng ta có thể sử dụng phản trọng lực để tạo ra năng lượng theo một cách mới và mang tính cách mạng. Ví dụ, nếu chúng ta có thể tạo ra một trường ngăn chặn có thể duy trì trạng thái phản trọng lực, chúng ta có thể khai thác năng lượng quay của trái đất. Điều đó có tuyệt vời không nào? Thứ ba, các vật liệu và phát minh mới. Nhờ phản trọng lực, chúng ta có thể phát triển những vật liệu mới nhẹ hơn và bền hơn bất cứ thứ gì chúng ta có ngày nay. Điều này có thể tác động to lớn đến nhiều ngành công nghiệp, từ xây dựng, vận tải đến hàng không vũ trụ. Nó cũng sẽ cho phép chúng ta sử dụng không gian theo những cách mà trước đây không thể thực hiện được. Ví dụ, chúng ta có thể tạo ra thang máy không gian, tương tự như thang máy trong Charlie và nhà máy sô-cô-la. Sẽ thật tuyệt nếu di chuyển trong thang máy bằng kính thay vì máy bay hoặc tên lửa. Đối với tôi thì chống trọng lực sẽ giúp tôi thu dọn rác và thùng tái chế vào thứ hai hàng tuần trước khi người ta thu gom dễ dàng hơn rất nhiều. Việc dỡ hàng hóa xuống xe chỉ mất tích tắc. Và nếu bạn muốn trang bị thêm cho ngôi nhà của mình để chống động đất, thì việc nâng ngôi nhà lên để chui xuống dưới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhờ phản trọng lực. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều khả năng thú vị có thể mang lại sự hiểu biết tốt hơn về phản trọng lực. Mặc dù điều đó chưa được chứng minh, nhưng thật thú vị khi tưởng tượng xem tương lai sẽ ra sao. Nhìn chung, công nghệ phản trọng lực có khả năng thay đổi thế giới của chúng ta rất nhiều và theo cách cực kỳ thú vị. Và mặc dù nó vẫn có vẻ giống như khoa học viễn tưởng, nhưng ai biết được chúng ta có thể khám phá được điều gì trong những năm tới chứ?